Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Toàn cảnh đám cưới như Quỳnh Ngọc Sơn rước dâu bằng dàn mô tô và tổ chức tiệc cưới trong không gian cổ tích lãng mạn. Ngọc Sơn mong mỏi bù đắp cho những hy sinh của người bạn đời như Quỳnh trong suốt nhiều năm qua. Lễ rước dâu của cặp đôi như Quỳnh Ngọc Sơn tổ chức vào ngày 12 tháng 2. Từ sáng sớm, chú rể cùng dàn mô tô đã có mặt tại nhà cô dâu để chuẩn bị rước nàng về dinh. Đoàn xe cùng những người bạn thân trong hội chơi Vespa cổ, mô tô, họ cùng chạy qua các đoạn đường, nơi chốn quen thuộc của cặp đôi trong những ngày mới quen. Như Quỳnh xúc động nói ước nguyện 13 năm để được làm cô dâu đã thành hiện thực. Khi chuẩn bị đám cưới, cô cảm giác như yêu lại từ đầu khi lên danh sách khách mời, gửi tin nhắn cho từng người và cùng chồng chọn từng chiếc váy. Tôi không bao giờ nghĩ mình và Sơn có thể tổ chức được đám cưới. Tôi từng mong mỏi và cuối cùng không còn hy vọng. Tôi nghĩ vậy là ổn, hãy bắt đầu bằng lòng với hiện tại, nhưng rồi hôm nay đã đến. Như Quỳnh chia sẻ, việc cưới của cặp đôi nổi tiếng làng Dancebow diễn ra tối cùng ngày tại một nhà hàng sang trọng ở thành phố Hồ Chí Minh. Tiệc cưới dự kiến có 1.000 khách mời. Do Ngọc Sơn lên ý tưởng trang trí và chuẩn bị, Ngọc Sơn cho biết anh rất hạnh phúc trong ngày trọng đại. Anh mong mỏi bù đắp cho những hy sinh của người bạn đời như Quỳnh trong suốt nhiều năm qua. Những ngày qua, cặp đôi tích cực tập luyện một tiết mục Dancebow để dành tặng quan khách có mặt. Cả hai cùng dàn phu rể tạo dáng chụp ảnh ở xung quanh khu vực nhà hát thành phố. Chuyện tình như Quỳnh Ngọc Sơn được nhiều người ví von như cổ tích giữa đời thực. Chính vì thế, cặp đôi muốn quan khách đến sự tiệc cưới của mình cũng đắm chìm trong sự lãng mạn của một không gian cổ tích. Ngoài sảnh tiệc có đến 3 background chụp ảnh để khách mời lựa chọn theo phong cách của mình. Cả 3 background được dựng lên bởi các vật trang trí bằng pha lê kết với hoa tươi tông hồng trắng sang trọng. Xung quanh là khung ảnh của cô dâu chú rể. Bước vào bên trong sảnh tiệc, khách mời một lần nữa choáng ngợp với không gian lâu đài cổ được tái hiện hoành tráng. Phần cổng là vòng hoa to được nâng bởi hai chú ngựa trắng sải cánh tung bay. Thảm đỏ được rải hoa để cô dâu sải bước nhẹ nhàng lên tòa lâu đài trắng có chú rể chờ sẵn. Mới đây, dư luận rộ lên thông tin giọng ca hải ngoại Như Quỳnh và ông hoàng nhạc Xến Ngọc Sơn đã yêu nhau được một thời gian và chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Theo tin đồn đang lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội, của hai ngôi sao nhạc trữ tình đã gặp nhau và đám cưới là điều không còn xa. Với sức hút tên tuổi của Như Quỳnh và Ngọc Sơn, ngay khi thông tin được chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng, đồng thời nổ ra nhiều cuộc bình luận sôi nổi. Để tìm hiểu thực hư câu chuyện, chúng tôi đã liên hệ với phía ca sĩ Như Quỳnh, trợ lý của ngôi sao sinh năm 1970 phủ nhận thông tin trên và cho biết đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Người trợ lý cũng nói thêm, khi nghe được những tin đồn này, Như Quỳnh chỉ cười và im lặng bởi cô vốn là người không quan tâm đến những đồn đoán sai lệch xung quanh mình. Từng gây sốt với hình ảnh cô gái đội mũ nồi, mặc váy đỏ trong video Người Tình Mùa Đông, Như Quỳnh trở thành cái tên được rất nhiều khán giả trong và ngoài nước yêu thích. Tài năng, xinh đẹp và nổi tiếng, song cuộc đời của ca sĩ Như Quỳnh gặp không ít chôn chuyên, đổ vỡ. Cô từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc với chồng là một kỹ sư không lưu ở Mỹ và có một bé gái dễ thương, song Như Quỳnh bao giờ được mặc váy cưới đúng nghĩa. Dẫu vậy, những ngày tháng êm đềm với Như Quỳnh cũng chẳng tày ngang. Năm 2015, trong một talk show, nữ ca sĩ lên tiếng thừa nhận cuộc hôn nhân của mình đã đổ vỡ. Ca sĩ Ngọc Sơn là một nam ca sĩ, nhạc sĩ diễn viên của Việt Nam hoạt động nghệ thuật từ 1989. Nay, anh nổi tiếng cùng với các ca khúc như là Vầng Trăng Cô Đơn, Tình Cha, Lòng Mẹ. Bài viết tiểu sử ca sĩ Ngọc sẽ cho các bạn hiểu rõ hơn về anh. Năm 1987, Ngọc Sơn lên thành phố Hồ Chí Minh và học trường nghệ thuật sân khấu. 2 năm sau đó, anh chuyển sang học thanh nhạc dân tộc và bước chân vào con đường sân khấu âm nhạc chuyên nghiệp. Anh lập tức trở thành hiện tượng thu hút khán giả bằng những sáng tác đầu tay như Lòng Mẹ, Giận Hờn, Nhớ Về Em. Đỉnh điểm là tại Liên hoan ca múa nhạc nhẹ toàn quốc 1989 tại Nha Trang. Với nhiều ca sĩ nổi tiếng cùng tham gia, Ngọc Sơn đã trở thành của kỳ liên hoan này. Anh tham gia với tư cách đại diện cho đoàn ca múa Minh Hải với bài hát Thuyền và Biển. Anh gây sửng sốt cho giám khảo,
khán giả và đồng nghiệp. Ngoài danh hiệu ngôi sao nhạc nhẹ, Ngọc Sơn là ca sĩ duy nhất được trao thêm giải thưởng ca sĩ được khán giả yêu thích nhất. Từ đây, anh được các hãng băng nhạc săn đón. Các bài hát được sáng tác từ lúc mới đi hát những năm 87 đến 88 được anh giới thiệu và nhanh chóng trở thành những bài hit. Năm 1990, từ chương trình Gala 90, với bài hát Lòng Mẹ do chính anh sáng tác, Ngọc Sơn trở thành cái tên số 1 với khán giả miền Bắc. Năm 1991, tại cuộc thi đơn ca nhạc nhẹ chuyên nghiệp toàn quốc, Ngọc Sơn giành giải nhì, hàng loạt giải thưởng danh giá cùng những thành công liên tiếp trên sân khấu biểu diễn và bằng đĩa giúp Ngọc Sơn trụ vững chắc ở vị trí ca sĩ ăn khách nhất Việt Nam những năm đó. Cho đến nay, các hãng đĩa vẫn nhắc đến tên Ngọc Sơn như một trong những ca sĩ có lượng băng đĩa bán ra nhiều nhất. Năm 1989, có thể nói đây là năm thành công đầu tiên trong sự nghiệp nghệ thuật của Ngọc Sơn. Sự xuất hiện của anh với tư cách đại diện cho đoàn ca múa Minh Hải tại Liên hoan ca múa nhạc nhẹ toàn quốc tại Nha Trang với phần biểu diễn bài hát Thuyền và Biển, anh đã gây sửng sốt cho giám khảo, khán giả và cả đồng nghiệp. Anh giành được 2 giải thưởng, danh hiệu ngôi sao ca nhạc nhẹ và ca sĩ được khán giả yêu thích nhất. Với sự sức ấn tượng, anh đã thu hút được sự săn đón của các hãng băng nhạc. Các bài hát do anh sáng tác từ lúc mới đi hát những năm 87 đến 88 được anh giới thiệu và nhanh chóng trở thành những bài hát hút hồn, đi sâu vào lòng khán giả. Ca sĩ Như Quỳnh là danh ca nổi tiếng ở hải ngoại. Trên sân khấu, cô xinh đẹp rực rỡ hào quang bao nhiêu thì ngoài đời số phận của cô lại nhiều chuyện buồn. Như Quỳnh tên thật là Lê Lâm Quỳnh Như, sinh năm 1970, là con gái đầu lòng trong gia đình gốc Quảng Ngãi, có 3 người con. Cuộc sống khó khăn, cha mẹ Như Quỳnh sau đó đã đưa cả gia đình vào Sài Gòn sinh sống. Hồi nhỏ, Như Quỳnh rất khó nuôi, năm lên 1 tuổi còn suýt chết do bị sốt xuất huyết. Lớn lên trong sự thiếu thốn, Như Quỳnh từng miêu tả gia đình cô túng quẫn đến mức phải lột cả cái lớp gạch bông ra bán từ từ. Rồi những vật dụng trong nhà cũng lũ lượt đi theo luôn dù vậy. Nhờ niềm đam mê với âm nhạc và năng khiếu thiên phú, Như Quỳnh chiến thắng giải đặc biệt cuộc thi âm nhạc tiếng hát truyền hình. Sau này cô trở thành một trong những giọng ca bolero được đông đảo khán giả trong nước và hải ngoại yêu mến. Năm 1994, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng hải ngoại với tuyệt phẩm Người Tình Mùa Đông tạo nên cơn sốt với giới trẻ thời bấy giờ với cô áo đỏ đội mũ nồi. Nét mặt xinh xắn, giọng ca ngọt ngào giúp Như Quỳnh nhanh chóng gây được thiện cảm với người nghe nhạc và trở thành cái tên được săn đón của các trung tâm ca nhạc của hải ngoại khi ấy. Suốt những năm sau đó, cái tên Như Quỳnh trở thành một sự đảm bảo thu hút khán giả cho bất cứ chương trình ca nhạc, biểu diễn nào. Những CD của Như Quỳnh đều là những CD bán chạy nhất hải ngoại. Cô cũng ghi dấu với các ca khúc như Chuyện Hoa Sim, Mưa Buồn, Chuyện Nàng Trinh Nữ Tên Thi. Như Quỳnh trở thành ngôi sao sáng nhất trung tâm Thúy Nga với nhiều sự ưu ái của trung tâm này dành cho cô. Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, chuyên nghiệp với hàng chục vũ công múa phụ họa trong mỗi bài biểu diễn, những sáng tác chỉ dành riêng cho giọng ca Như Quỳnh, những CD được đầu tư kỹ càng. Thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của Như Quỳnh sáng rực rỡ mà sau này, không một ngôi sao hải ngoại nào có được vầng hào quang như chị từng có. Nói về Như Quỳnh, nhiều khán giả nhận xét họ yêu thích cô không chỉ nhờ giọng hát ngọt ngào, thanh thoát mà còn nhờ ngoại hình xinh đẹp, khả ái và tài năng biểu diễn vũ đạo đậm chất quê hương mà hiếm ca sĩ hải ngoại nào có được ở tuổi U50. Như Quỳnh vẫn có một sức hút khó cưỡng với các sân khấu âm nhạc. Không chỉ vậy, giọng ca sinh năm 1970 vẫn giữ được vẻ trẻ trung, xinh đẹp hiếm có khiến các fan cực kỳ ngưỡng mộ.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.